Thank you.
Số 2, xin em. Thank you.
Chào mọi người, chúng mình là University. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài kia thì trời đang rất mưa to, nhưng mà các bạn vẫn đang ở đây. Và chúng ta mong là sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, đúng không ạ? Ok. Ở đây có ai là fan của các anh Sen 9 không ạ? Lại một lần nữa được không ạ? Có ai là fan của Sen 9 được không ạ? Thế còn fan của Lĩnh Vực thì sao? Ok. Fan của anh em đông quá. Thế ở đây chắc mọi người có biết band của mình không? Có ai biết University không? Chắc là ít đúng không? Thế thì nhờ mọi người như này nhá. Hơi quê một tí, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói là ai là fan của University thì mọi người giơ tay giúp mình nhá. Được không? Ai là fan của University nào? Lại một lần nữa nào, ai là fan của University nào? Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sau đây là bài hát tiếp theo. Okay.
Cây lá bay lá bay mà tôi lên mắt ta cần giữa đám đông mò. Trời cao cô mơ và xóa đi hết nụ hôn của em. Còn vương chi những lời cuối cùng em trả lời. Ok, sorry mọi người, hôm nay là xuân nhạc rock nhưng chúng mình đánh ba lát này nhiều. Nhưng mọi người thấy có ok không ạ? Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều và sau đây một bài ba lát nữa. Thank you.
Bình thường mọi người, tất cả khán giả ở đây, mọi người có hay nghe nhạc rock không? Không phải giơ tay lắm nhờ, có ai hay nghe nhạc rock không? Có ai hay nghe nhạc rock không? Nhạc rock thì phải uống bia chứ. Có ai đang cầm bia không nhỉ? Có ai đang cầm bia không? 1, 2, 3 chai thì còn rock này phát của ai? Đường này xíu nhỉ. Và tiếp sau đây là một bài single bọn mình đã ra mắt vào năm cũng là năm 2022, có tên là Thủy Triều. Ok, mời mọi người lắng nghe. Đời
bài hát này là bài hát sẽ kết thúc xét nghiệm của mình. Chiến đoàn Suri rất cảm ơn mọi người đã có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Bất kể trời mưa hay gì, mọi người vẫn cố gắng đến đây và đến Long Hội Tam Phương. Chiến đoàn Suri sau nữa là anh em xem chính, các anh em tính bực. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh Nam đã cho Yuruzumi có cơ hội được opening buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các anh em sound man đã hỗ trợ anh em rất nhiệt tình. Cảm ơn HRC. Oh,
Xanh Chín và Lý Bực rồi đúng không ạ? Nhưng mà cho mình hỏi phát nhá, sau set diễn của Universary vừa rồi thì mọi người thấy nhạc của chúng mình kiểu có dễ nghe không hay là kiểu không hay gì? Có hơi nhẹ nhàng quá không? Mọi người thích nặng hơn hay là thích kiểu bình bình như này? Thế thì trong 6 bạn ở đây thì có bạn nào đã xem Eurosuri diễn live lần thứ 2 trở lên? Chưa đúng không? Chưa đúng không? Okay. Thế hôm nay là lần thứ 2 nhỉ? Sau đây là một bài mà bọn mình cũng chưa release và cũng chưa có ý định diễn live đâu, tại vì cũng hơi sợ ấy, hơi sợ là mọi người cũng không thích, hơi nhẹ nhàng một chút, nhưng là mong mọi người sẽ enjoy cái moment này nhá.
Mọi người biết mẫu đơn là gì không? Bài hát xong rồi bật máy cho nhé. Ok, vừa rồi là set diễn
của ban nhạc University tụi mình. Và sau đây là set diễn của các anh em Xanh Chín. Mọi người có thể cho các anh em Xanh Chín một tràng pháo tay thật to luôn ạ. Một lần nữa.